Hồng Loan thay ba Vũ Linh đi cúng tổ nghiệp, còn cô ca sĩ họ Lê chẳng ai mời. Thưa quý khán giả thân mến, ngày sân khấu Việt Nam, ngày giỗ tổ sân khấu vào ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm là dịp để văn nghệ sĩ trên mọi miền đất nước tưởng nhớ và tri ân các vị tổ nghề, các thế hệ nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật sân khấu nước nhà. Ngày giỗ tổ sân khấu có ý nghĩa thiêng liêng đối với những người làm nghệ thuật, là dịp để văn nghệ sĩ trên mọi miền đất nước tưởng nhớ và tri ân các vị tổ nghề, các thế hệ nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật sân khấu nước nhà. Ngày giỗ tổ sân khấu có ý nghĩa thiêng liêng đối với những người làm nghệ thuật, là dịp để các nghệ sĩ thành kính dâng hương lên tổ nghiệp, tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn đến tiền tổ, các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo có giá trị, góp phần làm giàu cho bản sắc văn hóa dân tộc. Hồng Loan là một người chưa từng theo đuổi nghệ thuật, dù ba Vũ Linh là một ông hoàng cải lương hồ quảng. Từ ngày Hồng Loan được giải oan và được mọi người yêu thương, cô bắt đầu được anh hai Vũ Luân đầu tư cho MV đầu tiên với bài hát Những Chiếc Xe Cuộc Đời, được quay tại phim trường công ty Vũ Luân và đăng tải trên kênh YouTube. Không phải là ca sĩ và cũng chưa từng qua trường lớp thanh nhạc nào, chỉ hát với chất giọng mộc mạc, giọng ca có nét riêng bẩm sinh. Giọng ca đã được trời cho và clip đã đạt hơn 3 triệu view, con số mà nhiều ca sĩ hát nhạc bolero luôn ao ước. Hồng Loan cũng không phải là người trong showbiz, nhưng cũng chưa đến ngày giỗ tổ sân khấu mà cô và chị Ni được rất nhiều ca nghệ sĩ lớn gửi thiệp mời. Và từ hôm qua đến giờ, Hồng Loan chạy show đến các sân khấu tham dự lễ cúng giỗ tổ dân hương, tri ân tổ nghề thay cho ba Vũ Linh liên tục. Khi đến tới sân khấu nào cũng đều được các nghệ sĩ, khán giả cũng như nghệ sĩ lớn tuổi chào đón niềm nở ân cần hỏi han rồi chụp hình. Phượng thì luôn dồn tin đồn Hồng Loan là con nuôi, là con tu hú, nhưng mà nó kỳ lạ lắm Phượng. Con nuôi, con tu hú mà đi đến đâu nghệ sĩ, khán giả nào cũng yêu thương, nghệ sĩ, khán giả nào cũng giúp đỡ và ủng hộ hỏi han. Không phải người theo nghề cầm ca, nhưng lại được rất nhiều sân khấu lớn gửi thiệp mời thay ba Vũ Linh đến dâng hương tổ nghề. Còn phía các nghệ sĩ lớn như Khọt Xèo thì từ hôm qua đến giờ trốn rất kỹ trong hang, chưa thấy ra đường để đi thắp lễ tổ nghề. Các nghệ sĩ lớn ấy cũng thuê sân khấu Thái Hoàng để bán vé hát hò, cũng tổ nghề vào ngày 25 tháng 9, nhưng bị cư dân mạng tẩy chay quá, khiến ông chủ sân khấu cũng lao đao theo. Thế là các nghệ sĩ lớn lại dời sang ngày 27 tháng 9 mà cũng chưa chắc có hát hò gì hay không, vì vé bán từ bữa giờ mà chưa có khán giả nào hỏi tới. Mà nghe đâu đó dân mạng đồn rằng hiện tại show của các nghệ sĩ lớn vẫn chưa có giấy phép, khả năng cao là không có điểm diễn nào ở đây. Từ hôm qua đến giờ, Hồng Loan và chị Ni cũng như các nghệ sĩ trong show, việc lên đồ sắm mâm cúng trang nghiêm để đi các sân khấu cúng lễ dân hương. Còn phía sáu Khoạt Xèo thì chưa ra khỏi hang. Trong khoảnh khắc Hồng Loan cùng mọi người đang đứng trước hàng chục cô chú anh chị em nghệ sĩ trong buổi giỗ tổ tối qua, ánh mắt sâu thẳm, triểu nỗi nhớ thương, nét mặt trầm thương nhớ, như tìm hình bóng ba mình nương náo đâu đó. Mong chờ tìm thấy người mà nhiều người không cầm được cảm xúc, nhiều khán giả không kìm được cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy hình ảnh và khoảnh khắc này. Phượng ơi, Phượng thấy tiếc nuối chưa Phượng? Ai dè người ta cũng có show có chậu quá trời rồi nè, vui vẻ cũng tổ nghiệp nè Phượng. Phải chi Phượng không tranh giành với Hồng Loan thì bây giờ cô ngồi xe sang nhà lầu 4-5-8 rồi. Do cô tham sân si, ích kỷ, nhỏ mọn, muốn cái gì cũng là của cô, muốn cô là nhất thôi, chứ không chịu thua ai cả. Thì giờ cô bị nghiệp quật rồi đó, cậu Năm và tổ nghiệp linh thiêng lắm Phượng à, mới có mấy tháng thôi là lấy lại tất cả của cô rồi đó. Cô ráng ngồi suy nghĩ lên nhiều xíu để kiện Hồng Loan tiếp nhé. Phía anh chị thương Hồng Loan không có gì ngoài điều kiện, Phượng phấn đấu khi nào Phượng không còn một xu thì thôi nhé Phượng. Hồng Loan, chị Ni, Nguyên Vũ dự lễ giỗ tổ nghề sân khấu. Hồng Loan chia sẻ: hôm nay anh chị em con thay ba, con dâng hương tổ nghiệp thật vui và tự hào. Hồng Loan vui vẻ chụp ảnh cùng các anh em nghệ sĩ. Hôm qua Hồng Loan cũng dự lễ giỗ tổ tại đoàn Huỳnh Long. Hồng Loan rưng rưng muốn khóc khi được Ngọc Quyền an ủi. Thưa quý vị, Hồng Loan đăng tải bên nghệ sĩ Ngọc Quyền và các nghệ sĩ. Hồng Loan chia sẻ, hôm nay con và chị Ni đến với chị ba Bình Tinh, cùng nhau phụng cúng tổ nghề, cùng các cô, chú, bác, anh chị đồng nghiệp của ba vui vẻ và hạnh phúc lắm. Nghệ sĩ Ngọc Quyền đã ôm Hồng Loan động viên. Hồng Loan nói con nhớ ba và rưng rưng muốn khóc. Ngày cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất, Ngọc Quyền đã quỳ bên cạnh suốt 8 tiếng đồng hồ để hộ niệm cho đàn anh. Hồng Loan vui vẻ chụp ảnh cùng các nghệ sĩ đoàn Huỳnh Long. Ve cay cũ vì bán ế ẩm trong khi Hồng Loan bán hàng thu tiền tỷ. Thuở đời này,
có ai bán hàng online mà khóa bình luận bởi người chửi nhiều hơn người mua. Nói thiệt là không biết bán được 100 hộp bánh trung thu hay chưa, trong khi ông Lan được bà con khán giả ủng hộ hàng ngàn hộp bánh trung thu và hàng ngàn đơn đồ ăn vặt, doanh thu sương sương từ vài tỷ đến chục tỷ. Mới đây, một tài khoản ảo có tên là Lương Văn Bình, Hồng Loan Giang Xảo, đăng nhiều bài viết công kích việc kinh doanh của Hồng Loan. Tài khoản này có kết bạn với Hồng Phượng. Người này viết, cảnh báo ai là người thiệt hại nhiều nhất và những miếng mồi ngon đã vào miệng sói. Bước 1, Hồng Loan dùng danh nghĩa con ruột của cố nghệ sĩ để kêu gọi mọi người ủng hộ cố nghệ sĩ bằng hình thức mua hàng của con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. 500k trên một đơn nhân 1.000, đến 7.000 đơn một lần like, tức 500 triệu đến 3,5 tỷ đồng. Bước 2, sau khi thành công bước 1, lại tiếp tục kêu gọi ủng hộ chị ba, anh hai, chị kết nghĩa, anh kết nghĩa, và gần đây nhất là ủng hộ ba em, chưa nói rõ là ba gì. Tức ý nói là ba Quốc Thanh. Chị ba, 500k trên một đơn nhân 500 đến 1.000 đơn một lần like. Chị kết nghĩa, 500.000 đến 1.000 đơn nhân với 1.000 đến 4.000 đơn một lần like. Ai là người thiệt hại nhiều nhất? 1. Ai là người bỏ tiền ra mua những đơn hàng trên? 2. Ai là người bị dẫn dắt để xúc phạm gia đình cố nghệ sĩ? 3. Ai là người bị lợi dụng vì đã thương yêu và tin tưởng thần thượng? Đến thời điểm ngày hôm nay, ngày 24 tháng 9, Hồng Loan chắc chắn không phải là con ruột của cố nghệ sĩ và thân phận con nuôi cũng chưa được tòa án xác định. Tờ giấy khai sinh hộ khẩu sang tên di sản thừa kế mà Hồng Loan công bố cũng chưa được trả lời chính thức ở tòa án. Khi phiên tòa khép lại thì sự thật được phơi bày. Mọi người sẽ như thế nào khi lòng nhân ái bị chà đạp, khi niềm tin bị lợi dụng, khi hàng ngày phải lao động và mua hàng ủng hộ cho một đứa vô ơn bạc nghĩa, bất chấp đạo lý để trục lợi cho bản thân? Hãy tỉnh táo, đừng trở thành miếng mồi ngon của bầy sói. Như chúng tôi và khán giả đã theo dõi Hồng Loan trong suốt nhiều tháng qua, Hồng Loan chỉ nói mong khán giả ủng hộ mình, chứ chưa bao giờ kêu gọi mọi người ủng hộ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và cũng chưa từng kêu gọi quyên góp tiền như phe Cần Cần. Nó đi yểm tôi một lần, ông thầy ông không nhận. Là ngày 18 thì ngày 20 nó đi yểm mẹ con, nó đi yểm tôi thêm chặt nữa. Ngoan cố không? Ngoan cố dễ thở không? Làm một cái điều mà trái với nè, trái với là lương thường đạo lý cuộc đời này. Ngày 20 có thể yểm tôi thêm chặt nữa, thấy chưa? Mà lần sau á, nhà nói với mẹ nó có biển số xe luôn mọi người, có biển số xe luôn nha. Trời ơi, làm gì có chuyện Nguyên Vũ mua. Bà nội, trời trời, ông Nguyên Vũ mua cho tôi chi? Có không? Sao biết? Tận Tây Ninh ngày 18 đi, ông thầy không nhận. Ngày 20 nó đi, nó gặp một bà thầy khác, mà không phải nó đi một mình tôi nữa nha. Trong đó là có ba người mà tôi không tiện nói tên hai người thôi, mọi người tự nghĩ. Nó đi ấy ba người, hai mẹ con nó đi lên trận. Hai bà giờ ngày nào tôi cũng uống nước trên bàn Phật hết, ngày nào tôi cũng uống nước trên bàn Phật hết.
tin là mình sẽ có được mẹ Quan Âm che chở. Mọi người có biết không, công ty của tôi, phòng làm việc của tôi mà tôi thờ mẹ Quan Âm mà mọi người, nên lúc nào tôi cũng có mẹ Quan Âm che chở cho tôi. Tôi tin vào điều đó. Người ta xuống tận đây nè, hồi chiều lúc 5 giờ, 4 giờ rưỡi, có cái chị kia, tôi đã từng giúp chị, nên khi mà chị biết tin á là chị lại đây, chị ngồi chị chờ tôi và chị cho tôi quay lại nè. Từ từ đi, rồi tôi sẽ công bố. Để tôi hỏi ý kiến ba rồi cái đã. Hỏi với anh hai. Vậy mọi người, lên tận trên hai lần. Lần đầu á là ông thầy ổng biết, ổng biết tôi 20 triệu, thì ông thầy là ổng đồng ý rồi. Nói chung là làm cho mình bệnh, rồi mình bệnh rồi mình rụng tóc, mình liệt giường liệt chiếu kiểu vậy đó mọi người. Cái ông thầy không biết, ông mới nói á không có làm, cái người này là không có làm, tại vì người này á là người tốt nên không có làm, ông nói vậy á. Xong rồi á ông nói bây giờ có trả ông 1 tỷ ông cũng không làm, ngồi năn nỉ ông. Ông nói là bây giờ là đi về đi, nếu mà không về đó, nếu mà không về đó là ổng quay clip à. Ông nói vậy á, thì đi về, nó vẫn ấm ức, nó vẫn không tha cho tôi. Nghe nói là Tây Ninh á là có người chàm nhiều đúng không? Thì nói giờ Phương Lê không biết điều đó, nghe nói thôi chứ mình chưa tiếp xúc. Phương Lê có mẹ Quan Âm mà mọi người, mọi người tin không? Phòng khám nhà Phương Lê cũng có mẹ Quan Âm nữa. Mọi người nói Phương Lê thờ, Phương Lê nghĩ là Phương Lê luôn có mẹ Quan Âm che chở.